Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ coi một clip của một anh chàng rất là nổi tiếng, rapper đó là Kanye West, Katy Perry, Trần Ep. Biết này rất lâu rồi, nhưng mà vì sao? Vì Kanye West là rapper đã tuyên bố ra ứng cử tranh cử tổng thống với Donald Trump. Kanye West for president. Vậy mình sẽ coi lại anh ta đây là một nhân vật như thế nào, có thành công không? Tại vì bầu cử ở Mỹ nó sẽ rất là thú vị. Cái gì mà chạy giống như đỉnh ốc biết quá trời, hoang mạc thằng ô đồ phế thải, những cái đồ phế thải trong xe hơi, xe máy, Vivo, VEVOR. ET, một con robot đang bỏ hòn, ở trong nó có một cái trái tim nữa. Họ nhìn rất là cyberpunk, nằm bên cạnh những bánh xe ET. Wow, đĩa bay xuống, Kanye West trong không gian, trôi nổi trong không gian, trắng đen, xanh đen. Anh đang hát trong cái tinh cầu Sputnik. Giống cái vệ tinh đầu tiên của loài người là Sputnik, mà con chó Laika lên. Thì mọi mới đọc nó là con chó Laika, đó là con chó hoang ở nhà người Nga Xô Viết, bắt con chó về lề đường và bỏ nó vô tàu vũ trụ, và nó sống bao lâu và lại ngồi đó là hành lịch sử. Thì sinh viên y khoa thì thử nghiệm và phẫu thuật trên những con chó, thì những người yêu chó thì họ cũng thử nghiệm y khoa phải chấp nhận cái đó, nhưng mà chịu không nổi thì không thể nào làm được. Mình mổ xẻ những con chó ra, ngô một con bướm bay Katy Perry uống lượng lộn như con ma. Một người ngoài hành tinh mà phải nữ, thì trước giờ mình có mang ý tưởng là người ngoài hành tinh là thường là người đàn ông, và bây giờ là người ngoài hành tinh nữ, máy lộn lộn trong không gian đó, rất là hay. Người ngoài hành tinh nữ cái đầu như con đà điểu lơ, chăm tóc nó ra, sao nó chế được cái hình có mũi thì không thấy, thở gần gì miệng tai cũng không thấy, giống như cái đầu con đà điểu vậy. DNA nãy có cái hình DNA để di truyền là hai cái category sẽ đóng vai là cái con ET trong người ngoài hành tinh nữ đó, rồi biến thành người trái đất rồi cho hỏa. Ồ, con đơn bào đa bào gì đó thì cũng biến thành một cái quả ngầu đẹp chưa. Cái bộ trang phục rất là ngầu, rất là đỉnh, không gian tóc đó dựng là thì mặt thì có xanh đỏ trong những đường dạ quang, trên cổ giống như có những cái vòng giống như những con rắn nó quấn. Katy Perry nổi tiếng mình biết là Hot and Cold. Wow, quá ngầu chưa. Rồi giờ đổi cho mặt dáng thì mặt dính đá lên. Katy Perry vừa rồi cũng có làm cái review đính vàng đá quý với người tăng với anh chàng Sydney, do một cái người Việt, người gốc Việt rất là độc quyền với cái đó ở Hollywood. Mình không biết rồi mà đó là do một cái người Việt làm ra. Tất cả những ngôi sao nổi tiếng thế giới dính vàng mặt đá quý là như nào. Johnny Đặng, wow, sao chỉ nhiên có hình con vẹt hay sao, con vẹt trắng. Wow, đổi màu qua áo trắng, nãy còn là trắng giờ anh, giờ anh đổi trang phục vào áo trắng luôn. Katy Perry đổi cái mặt luôn, một tím tím. Cái kiểu tóc nó cũng đổi màu luôn ra, hay là cái đó cái dạ quang trôi nổi trong không gian. Thông báo, thông báo hòa mai gì mà bị ATM về sinh vật tế bào trong nổi không gian, ví dụ như có thật người ngoài hành tinh thật mà giống như con đà điểu vậy, rồi mình lai với người trái đất nó sẽ ra gì ta, ghê lắm. Ô mắt mèo rồi, một con nai, tên là con nai, biến thành con nai hả, một con nai chết, mỗi trong phục là một con vật ha, rồi rớt xuống cái gì bí biển, rồi bay xuống hành tinh chết, hành tinh phế thải. Wow, giờ trong phục còn giống như thổ dân, cái bờ phía sau giống con ngựa, một chuẩn quá là nêu những món tay dài và có áo giáp vàng phía trước được mấy xuống vùng cơ khí, sẽ mặc đồ kiểu cơ khí, hai tay đeo cái vải vàng kim loại, mấy phía sau sa tanh lồng lộ, cứ lấy ET hả, con robot Cyberpunk cổ điển. Wow, giống Avatar chứ, nhìn giống Avatar, chấm lên, nhìn rất đẹp, bây giờ mắt xanh, giáp nguyên bộ, tóc phía sau bạc, trời cái mặt đó. Thì ra là cái lớp vỏ bụi gì đó là bụi bạc, là do bụi cơ khí nó bám lên, trời qua lại thấy cái màn hình, vậy đấy, cái mặt ai trong đó, một người áo trong đó hả, một người vào trái tim, đó là tới Kanye West, người sẽ trở thành tổng thống Mỹ tương lai hay sao. Chiến trường Mỹ rất là có những cái rất là bất ngờ và thú vị, ngay cả khi mà Trump lên tổng thống thì đã thế giới đã bất ngờ rồi, đó là idiot trong lần buôn bán vũ khí này nọ, nhưng mà ông là những cái đem một cú kỳ ông bị thất bại vì corona virus bút nó chơi một búa quá mạnh và tất cả những thứ đình trệ toàn thế giới luôn. Thì Kanye West đã bước xuất trước đó là ủng hộ Trump, ta cũng như là người đảng cộng hòa luôn. Thì trước đó người ta mặc định những người da màu người theo đảng dân chủ Obama, nhưng mà Kanye West là người da màu nhưng mà theo đảng cộng hòa và ủng hộ Trump. Sau này mâu thuẫn với những cách làm của Trump mà bây giờ đứng ra tự tranh cử tổng thống, thì cuộc đua chính trường nó rất là hay. Mỹ thì mình đoán rằng Kanye West không chỉ là một ứng cử viên làm màu cho đa dạng, cho có vẻ dân chủ như ở Việt Nam, cho những người ngoài đảng ngoài này nọ vô cho làm màu, nhưng mà tất cả người đã bị gạt ra. Thì ở Mỹ những người như Kanye West biết đâu là làm nên chiến thắng bất ngờ cuối cùng. Thì ông Joe Biden cũng già quá rồi, viên dân chủ ông già quá rồi, rồi ông cao tuổi rồi, Trump chơi gì, tưởng là chỉ có mình Joe Biden đấu. Trump nói là Joe Biden là thằng low IQ, IQ thấp, ra đây tiếp tục nhiệm kỳ 2. Trump rất là hung hãn, thằng máu đúng chất cộng hòa, mình thích cái cộng hòa đó. Nhưng mà Trump có những cái như là không có học thuật cao đó, trong kinh doanh là
Kanye West là một tay rapper, không biết có làm nên lịch sử không. Tại vì Sylvester Stallone hay là Arnold Schwarzenegger đã từng là diễn viên đã sang chính trường và làm lên thị trưởng New York hay là thị trưởng California gì đó. Thì Ronald Reagan cũng là từ diễn viên qua để làm tổng thống Reagan đó. Kennedy cũng rất là đẹp trai, thì kiểu tài tử điện ảnh, anh chàng này rapper, da màu thì chưa vậy chưa có ai. Wow, Etty đứng dậy. Thêm cái vụ George Floyd nữa, tuy là Kanye West không nói về chuyện đó nhưng mà bức xúc về chuyện da màu thì khi thì không được đối xử quá sâu sắc như vậy, và Kanye West đã quyết định ra mặt ứng cử tranh cử tổng thống để nếu như mà Kanye West lên tổng thống da màu thì những người da màu chắc là sẽ làm được những cái hơn. Và Elon Musk, quan trọng nhất tỷ phú Tesla, sẽ được có sự full support ủng hộ cho Kanye West, và Kanye West sẽ duyệt những cái ý tưởng ra, vì Kanye West và Elon Musk có vẻ rất là thân thiết. Thì Elon Musk nói là nếu những chính trị gia có những hiểu biết về khoa học thì trái đất này đã tốt hơn lên rất nhiều, nhưng mà thực sự làm bước vào con đường chính trị thì không cần biết về khoa học. Nhưng mà Elon Musk đã xung các của Trump rất là nhiều đó, đã rời khỏi ban cố vấn, chứ không là trước đây là nằm trong ban cố vấn của Trump. Wow, hồi nãy mới hình có hai con nai nó giao phối với nhau, sau cô chàng Katy Perry này nhìn như một con người máy mà lại có cái lế này có sự giao phối này sao. Hai con nai đang giao phối rồi, con nai trong Harry Potter thú hồn thần hộ mệnh, Expecto Patronum thú hồn thần hộ mệnh cho sự Ali. Wow, hai con nó quằn quện nhau, giao phối nhau. Có cảnh giao phối nó lé lé qua rồi, còn robot này nó làm sao giao phối với con người được. Có tinh trùng luôn biến thành người à? Oh my god, giống như họ tự cấp vậy. À, trước đây nó là cung cấp, xong cô nàng này hôn gắn nó biến thành con người, họ tự cấp hồn bị biến thành cung cấp và bị biến thành con robot, nó hôn phải biến thành con người à? Cyborg là định nghĩa tương lai dành cho con người, lai với robot à, có bản sinh học trong đó, giống như mình bắt cánh tay chẳng hạn, bỏ cánh tay máy vô dần nó sai được cánh tay, cánh chân, cánh đồ, tất cả đó. Thì còn bộ não là con người rồi, còn lại tất cả là cyborg. Tương lai đó vẫn còn xa xôi nhưng vẫn còn có thành hiện thực. Bây giờ những nội tạng con người nó thay được hết rồi, mà tay chỉ tim phổi nhân tạo đó, sai lắm. Vào biến xuống một người giống như người bạch tạng quá vậy, chạm bên phải giống như một người mẫu bạch tạng mới gặp mà đã hung nè, giống avatar quá. Vision a common bird when extinct 2030. À, nó nói về cái sự tuyệt chủng ha. Bên trái là cái khung hổ phách hay là cái gì đó, thì tên gì đó, cái gì? À, bồ câu, một con chim phổ biến đã bị tuyệt chủng vào năm 2030. Human singular Sika 2011, cái mắt kính của con người năm 2011. Sika lấy mắt kính ra hả? Mắt kính của hãng gì vậy? Vogue, nó là bồ câu sẽ tuyệt chủng năm 2030. Trước mắt thì về cái thực phẩm biến đổi gen thì con tuyệt chủng trước nhất là con gì? Con ong. Vì nó ăn thực phẩm biến đổi gen vô xong nó vô sinh luôn, nó không có chiên sâu thì đẻ nữa. Vogue trong thì tương lai mà lại có mắt kính Vogue, con cá Vogue thì té ra là con người à, ngôi sao đỉnh cao như Katy Perry mà cũng là xài cái hàng sponsor những clip phải có cái sự tài trợ của những cái mắt kính Italy, những cái nhà quảng cáo, nhà tài trợ vô. Sao con nai nó đứng lên trong núi phía sau Trisham ba người lót xe nè, có con nai đứng phía sau chị Katy Perry đứng giữa ra phía trước, anh chàng bật tạm là sao thì chân một ớt à, thì ra cổ là con nai, quay cái tấm váy áo tròn phía dưới là biểu hiện con nai, cổ chính là con nai à, anh chàng kia là bạch tạng. Ấn tượng chưa, người lai nai có trình lông phía sau đuôi này. Oh my god, người bạch tạng và nhân vật còn sót lại sẽ lai với nhau ra con gì, người nai. Người nai sao họ bạch tạng thật là ấn tượng, cũng là con nai Katy Perry. À, xin cảm ơn Katy Perry với chút mũi đỏ, xin cảm ơn nếu support tôi xin hãy like, subscribe, like, subscribe. Thank you. Xin cảm ơn. Bye bye.